chị Loan và anh Hoàng kết hôn năm 2005. Hai anh chị đang sống trên mảnh đất đứng tên bố mẹ chị Loan. Anh chị bỏ tiền ra xây nhà trên mảnh đất đó. Do chưa có con nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Gần đây, do không chịu được cảnh suốt ngày anh Hoàng uống rượu rồi về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới chị Loan và thậm chí là cả bố mẹ chị Loan, nên chị Loan quyết định ly hôn. Anh Hoàng cho biết nếu ly hôn, nhà và đất hai vợ chồng đang ở phải chia đôi cho anh, vì anh có video quay lại cảnh bố mẹ chị Loan hứa cho anh và chị Loan chỗ đất và nhà này. Đây là bằng chứng đảm bảo việc anh Hoàng được chia đôi đất và nhà. Thưa luật sư, video mà anh Hoàng quay thì có được coi là bằng chứng để khẳng định là bố mẹ chị Loan đồng ý cho tặng anh Hoàng và chị Loan tài sản hay không ạ? Khi anh Hoàng mới chỉ cung cấp cái đoạn video clip đó thì theo quy định của pháp luật chưa đủ các cái cơ sở để mà có thể khẳng định rằng là cái video clip đấy là nó đảm bảo các cái yếu tố để khẳng định đấy là mang tính chất là đúng như những gì mà anh ấy mong muốn. Vâng, vậy trong trường hợp này, nếu bố mẹ chị Loan khẳng định là ông bà không cho đất và tài sản gắn liền với đất thì có được hay không, thưa luật sư? Theo quy định của pháp luật, kể cả luật hôn nhân và gia đình cũng như là bộ luật dân sự thì trong trường hợp này anh Hoàng sẽ không thể nào mà được chia, được gọi là chia đối với cả cái tài sản là đất đó. Đấy, tuy nhiên thì chỉ có là đối với cả là căn nhà thì nó lại là câu chuyện khác, bởi vì căn nhà nó có thể được, đấy là được do anh chị có công tôn tạo, ở công gây dựng thì lúc bấy giờ có thể, chứ còn đối với đất thì đấy là tài sản riêng của ông bà, và như vậy thì ông bà nếu như ông bà quyết định là không cho thì anh Hoàng cũng sẽ phải chấp nhận điều đó. Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ. Và hy vọng rằng những giải đáp vừa rồi của luật sư cũng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật khi gặp phải tình huống tương tự. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Ông B có hai người con là anh T và chị P. Ông B mất, để lại bản di chúc viết tay. Trong đó có nội dung, ông B cho anh T tài sản là một căn nhà và hai mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông. Chị P là con gái tỏ ra rất bức xúc vì không nhận được tài sản gì. Đầu năm 2024, anh T muốn xây nhà thờ họ trên một mảnh đất cha để lại. Chị P đã phản đối kịch liệt và cho rằng anh T chỉ có quyền trông coi tài sản mà cha để lại chứ không được tự ý sử dụng. Theo quy định pháp luật, anh T có quyền xây nhà thờ trên mảnh đất cha để lại không? Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách trả lời câu hỏi vừa nêu trên. Đáp án của tình huống sẽ được chuyên gia giải đáp cụ thể trong chương trình tiếp theo. Luật thủ đô năm 2024 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Một nội dung quan trọng được luật quy định là các chính sách với cán bộ công chức tại thành phố Hà Nội, cụ thể như sau. 1. Quy định về hưởng thu nhập tăng thêm. Theo khoản 3, điều 15 luật thủ đô năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau đây sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm theo năng lực, hiệu quả công việc. Cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên do thành phố quản lý, trong đó mức chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố. 2. Quy định về quản lý doanh nghiệp theo khoản 4, điều 23 luật thủ đô. Viên chức được tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở dưới đây thành lập, tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác trên địa bàn thành phố. Trong đó viên chức phải đáp ứng điều kiện. Doanh nghiệp do cơ sở trên thành lập, viên chức phải làm việc tại các cơ sở trên, được người đứng đầu cơ sở tổ chức trên đồng ý. Chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.